Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngày hôm nay là 27 tháng 1 và cũng đã là ngày mùng 3 Tết rồi. Chúng ta đã có 3 ngày nghỉ Tết. Không biết là 3 ngày vừa qua của các bạn thì như thế nào? Các bạn đã đi chơi được nhiều chưa và có nhiều lì xì không thì hãy chia sẻ với S Channel nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay. Tin tức đầu tiên có trong ngày hôm nay liên quan tới virus corona thì mới đây, 218 người Trung Quốc đến Đà Nẵng từ Vũ Hán đã được đưa về nước trong ngày hôm nay 27 tháng 1. Đồng thời thì Trung Quốc cũng đã đưa ra con số mới nhất về số bệnh nhân của chủng loại virus mới này. Cụ thể thì theo ông Nguyễn Xuân Bình là Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã cho biết, đoàn khách có 218 người nhưng 52 người đã được công ty lữ hành đưa về nước trước đó vào ngày 25 tháng 1. 166 người còn lại sẽ bay trực tiếp về lại Vũ Hán trên chuyến bay của Vietjet. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi chặt đoàn du lịch này. Bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng tiết lộ là tổng số ca nhiễm virus corona trên khắp Trung Quốc đại lục đã tăng lên tới 2.744 ca. Như vậy là số ca nhiễm virus corona sẽ tăng thêm 769 ca và trong đó có 24 ca tử vong được ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc trong 24 giờ vừa qua và có 461 ca nhiễm virus hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Sự lây nhiễm virus corona đang là tâm điểm chú ý của toàn cầu vì nó giống như là mầm bệnh của hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS, từng giết chết hàng trăm người trên khắp Trung Quốc đại lục và Hồng Kông trong năm 2002 và 2003. Biện pháp hạn chế đi lại quyết liệt đã được áp dụng bên ngoài tỉnh Hồ Bắc và bên cạnh đó thì người dân tỉnh Quảng Đông ở miền Nam và Giang Tây và ở miền Trung Trung Quốc cùng với ba thành phố khác cũng đã bị buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Cho tới nay thì 8 ca nhiễm virus corona đã được ghi nhận ở Hồng Kông, 5 ca ở Macau và 3 ca ở Đài Loan. Tại Việt Nam thì mới đây, trong tổng số 59 người bị cách ly trong những ngày vừa qua thì có 2 người dương tính với virus corona, 35 người chưa biết kết quả xét nghiệm, còn 22 người thì vừa được loại trừ. Tuy nhiên thì theo ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng Bộ Y tế, đã khuyên người dân không nên quá hoang mang bởi là chưa có người Việt Nam nào bị nhiễm bệnh cả. Các trường hợp được phát hiện dương tính hoặc là nghi ngờ nhiễm virus corona thì đều là những người tới từ Vũ Hán hoặc là sống ở thành phố này. Tin tức thứ hai có trong ngày hôm nay, theo như tin tức từ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh, thì trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên cả nước đã xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, khiến cho 83 người chết và 65 người khác bị thương. Theo như Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đưa tin, thì riêng trong ngày 26 tháng 1 tính từ 10 giờ ngày 25 tháng 1 đến 10 giờ sáng ngày 26 tháng 1, toàn quốc đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông và làm chết 21 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm trước thì số vụ tai nạn giao thông không đổi. Trong đó thì đường bộ xảy ra 26 vụ làm chết 20 người và bị thương 18 người, đường thủy xảy ra 1 vụ làm chết 1 người và so với cùng kỳ năm ngoái thì số vụ tai nạn giao thông đã giảm đi 14 vụ và tăng lên 8 người chết, giảm đi 35 người bị thương. Trong đó thì số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất xảy ra tại quốc lộ 26 tỉnh Đắk Lắk làm cho 3 người chết do vi phạm nồng độ cồn. Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Ninh và Phú Yên. Và tiếp theo đó là vụ tai nạn đò chở 12 khách du lịch bị lật vào ngày 25 tháng 1, khiến cho một người phụ nữ mang quốc tịch Hàn Quốc đã tử vong. Mới đây thì huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant đã mãi mãi ra đi ở độ tuổi 41 cùng với cô con gái khi mà chiếc máy bay trực thăng riêng của anh bị rơi ở một khu vực ngoại ô Calabasas, California. Sau khi thông tin về vụ việc được giới truyền thông đưa tin thì toàn thể giới chuyên môn và người hâm mộ đều không khỏi bàng hoàng trước mất mát quá lớn này. Hàng triệu lời chia buồn đã được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ nỗi đau này với gia đình Bryant. Magic Johnson là một huyền thoại và cũng là chủ tịch đương nhiệm của Los Angeles Lakers đã phải nghẹn ngào chia sẻ rằng: "Khi tôi cố viết ra những dòng này, cả tâm trí tôi gần như hoảng loạn. Tôi không thể tin vào điều đó và đã khóc gần như là cả sáng ngày hôm nay khi mà biết tin Kobe và cô con gái nhỏ là Gigi của anh đã không còn trên đời này nữa. Không chỉ có riêng anh mà cả Usain Bolt, Cristiano Ronaldo và Tom Brady là những huyền thoại của các môn thể thao khác đều không tránh khỏi sự bàng hoàng khi mà nghe tin Kobe Bryant đã ra đi. Thậm chí là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và đương kim Tổng thống Mỹ ông Donald Trump cũng đã bày tỏ sự thương tiếc của mình tới gia đình của Kobe Bryant. Hiện tại thì số nạn nhân trong vụ tai nạn trực thăng đã lên tới con số 9 thay vì con số 5 như là thông tin ban đầu. Tin tức thứ tư cũng là tin tức cuối cùng có trong ngày hôm nay. Và chiều ngày hôm nay 27 tháng 1 thì cô nàng Nguyễn Quỳnh Anh đã chính thức tung ra mẫu thiệp cưới của mình và cầu thủ nổi tiếng Đỗ Duy Mạnh. Tấm thiệp với màu sắc rất nhã nhặn, in nổi bật với những thông tin cơ bản về đám cưới như là địa điểm tổ chức. Đó chính là tại khách sạn 5 sao bậc nhất tại Hà Nội cùng với lịch trình được diễn ra. Theo đó thì vào khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 2 tức là ngày 16 tháng 1 Tết Canh Tý, hai gia đình sẽ bắt đầu đón khách và đến 17 giờ 30 sẽ tham gia tiệc trà. Đám cưới sẽ chính thức được cử hành vào lúc 18 giờ và 18 giờ 30 sẽ khai
tiệc. Sau đó thì 20 giờ sẽ đến phần chụp ảnh kỷ niệm, 20 giờ 30 sẽ là chương trình âm nhạc. Trước đó thì vào buổi sáng ngày 17 tháng 1 tại Đông Anh thì gia đình Duy Mạnh cũng sẽ tổ chức đám cưới để mời họ hàng và anh em làng xóm. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình thì Quỳnh Anh đã rất háo hức gọi đây là công chúa và đám cưới cổ tích. Cô nàng cho biết chàng cầu thủ đã xin chụp ảnh chung tập thể rồi tìm Facebook rồi nhắn tin cho mình để xin ảnh. Và thế là dòng dã đã một năm trời tốn bao công sức, tiền của cho ăn uống và cuối cùng thì cũng đã lừa được con gái nhà người ta. Cô nàng còn tiết lộ rằng, tới hôm ăn hỏi đón dâu thì bố vợ còn phải kêu rằng đúng là bắt được con gái nhà người ta rồi nên là phi nhanh đuổi theo không kịp, nên là dẫn tới chuyện nhà vợ về quê bị lạc đường. Và được biết thì Tết này cô nàng còn quyết định là ngồi cặm cụi để viết thiệp và phát đến tận tay khách mời. Trong đó thì người đầu tiên cũng đã khoe nhận được thiệp mời tham dự đám cưới này, đó chính là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vừa rồi là những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 1 và cũng là mùng 3 Tết Canh Tí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúc các bạn sẽ tận hưởng nốt những ngày nghỉ Tết còn lại bên gia đình và những người thân của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.